cuộc chiến với Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Tất cả các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã làm việc ngày đêm không mệt mỏi để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tôi là một điều dưỡng. Trong các ngày đại dịch này, tất cả đồng nghiệp của tôi nơi tuyến đầu, họ đang ngày đêm nỗ lực, dốc sức để tham gia vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Đã có rất nhiều bác sĩ phải chịu rất nhiều rủi ro và hy sinh khi phải chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tôi là Đỗ Thị Linh, làm nhân viên kinh doanh. Tôi đã ở nhà. Các cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng chống dịch bệnh có những người cả tháng chưa được về nhà. Điều mà tôi có thể giúp các anh sớm được đoàn tụ với gia đình. Tôi là Vũ Thị Tuyết, kế toán đã ở nhà. Các bạn học sinh rất mong ngóng được tới trường, được tiếp tục đi học. Các em chỉ có thể đi học trở lại khi dịch bệnh được khống chế. Vì vậy, để dịch bệnh không lây lan, tôi là giáo viên, tôi đã ở nhà. Mỗi người dân là một người chiến sĩ chống dịch, tuân thủ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ở nhà là chống dịch. Tôi là Tạ Văn Phúc, nhân viên kinh doanh, đã ở nhà. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh khuyến tấn các Phật tử tuân thủ chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Gia đình chúng tôi đã ở nhà. Điều thiết thực nhất chúng tôi có thể làm bây giờ để cùng chung tay với mọi người vượt qua dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi đã ở nhà. Trong cuộc chiến này, mỗi người dân đều có nhiệm vụ khác nhau, không ai đứng ngoài và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng đã ở nhà. Các bạn hãy ở nhà.